Đầu tiên, sản phẩm này là xe tập đi hai giai đoạn, bao gồm bé ngồi vào đi và bé có thể ủn đi từ đằng sau. Và chức năng thứ hai nữa là xe có một cái bàn nhạc và có thể tháo rời và bé có thể ăn dặm ngay trực tiếp ở trên khay này được. Cái này nó có nhạc này, có phát đèn và có tăng giảm âm lượng. Thứ ba, xe có thể nâng hạ độ cao. Các chị có thấy cái nút này thì mình có thể bấm vào nút này để điều chỉnh được độ cao của xe và xe có thể gập gọn được. Đây ạ, xe nâng hạ độ cao. Xe có thể gập gọn lại như này để cho bé để cho mình có thể cất vào góc nhà hoặc mang đi du lịch. Điều quan trọng nhất ạ, xe này được sản xuất theo tiêu chuẩn GIS của Nhật Bản. Một đấy là một trong những cái tiêu chuẩn cao nhất ở trên thế giới. Các chị có thể để ý cái bánh xe này được bọc ở ngoài bánh xe này là silicon bám sàn cực kỳ tốt. Bé dùng ấy không, mình không sợ bị trơn trượt, bám sàn cực kỳ tốt ạ. Và thứ hai nữa là cái khóa bánh á, cái khóa bánh này ở phần đáy này cũng được làm từ silicon nên là bám sàn cực kỳ tốt ạ, không bị trơn trượt gì. Vâng ạ, sản phẩm này thì các chị có thể sản phẩm này có hai màu, màu xanh dương này và màu hồng nữa, thì các chị có thể mua sản phẩm ở trên các kênh thương mại điện tử của Forbaby. Nó là kênh ở trên Shopee thì là Mattel Official, Tiki thì là Forbaby hoặc là Toys House, trên sàn Lazada cũng có. Thì sản phẩm này ở giá gốc của nó là 999.000, tuy nhiên thì bên em đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt cho sản phẩm thì các chị có thể tìm mua trên các sàn đấy ạ.